Một trong 8 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Gia Nghĩa và chủ đầu tư phối hợp tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, là dự án khu đô thị mới số 3 phường Nghĩa Trung. Dự án khu đô thị mới số 3 có diện tích 43,6 ha với 428 hộ có đất và nhà ở nằm trong dự án. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất thành phố Gia Nghĩa mới chỉ tiến hành kiểm kê đất, nhà cửa, vật kiến trúc và cây trồng đối với 197 hộ với 15,77 ha trên tổng số 428 hộ với 43,6 ha. Quan điểm chung của toàn bộ dân ở khu vực này là rất đồng tình với cả cái nhà nước chỉnh trang đô thị, nhưng với điều kiện là phải trả bồi thường cho dân nó thỏa đáng. Hai nữa là dân yêu cầu là đất, là đổi đất, chứ không coi như là lấy tiền đất rồi lại bán cái giá cao cho dân. Mấy hai nữa là thu hồi thời điểm nào thì trả tiền cái thời điểm đấy. Tất cả toàn bộ cái khu vực này ai người ta cũng muốn coi như là chỉnh trang đô thị cho nó đẹp, nhưng mà với điều kiện làm sao cho dân nó hợp tình hợp lý, chứ bây giờ là người ta thu hồi, người ta lại không mua được lại cái lô đất đấy người ta ở thì là người ta không nhất trí. Đối với các trường hợp không chấp hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã tiến hành vận động, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến việc triển khai đầu tư dự án, tổng quan dự án, thông tin về chủ đầu tư, thời gian hoạt động, tác động và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, chế độ chính sách giải phóng mặt bằng. Đồng thời qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân liên quan tới dự án, giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân trong vùng dự án. Từ đó kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với tỉnh và nhà đầu tư về giải pháp giải quyết, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, cản trở, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Qua cái việc khảo sát đánh giá tình hình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân thì nó có nổ lên cái vấn đề chính là thế này. Tức là đa số người dân đó là mong muốn là được bố trí một cái lô tái định cư, một cái khu ở, khu đất ở. Tuy nhiên là theo quy định là các cái trường hợp mà đủ điều kiện thì Ủy ban thành phố sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Còn một số trường hợp không đủ điều kiện để bố trí tái định cư thì qua cái nắm bắt tâm tư nguyện vọng, thành phố đã làm việc với nhà đầu tư và nhà đầu tư cam kết là sẽ bố trí cho người dân một cái lô tái định cư đất, mua một lô đất ở với cái giá trị là bằng 70% giá mà nhà đầu tư để mà bán ra ngoài thị trường. Thì cái này thì nhà đầu tư đã cam kết rồi. Trong 8 dự án đô thị mới kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, phường Nghĩa Phú có 2 dự án gồm khu đô thị mới tổ dân phố 3 có diện tích 36 ha và khu đô thị mới tổ dân phố 5. Tuy nhiên hiện nay, địa phương cũng chỉ mới triển khai công tác kê khai, kiểm đếm bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu đô thị mới tổ dân phố 3. Theo đó đến nay, chỉ có 103 trên 168 hộ đồng ý kiểm kê. Vừa qua thì phường cũng nhận được các cái đơn của người dân, thì tập trung vào cái nội dung là cái phản ánh người dân thì cơ bản là người dân còn ý kiến về cái giá đất còn thấp so với thực tế. Việc này thì các cái kiến nghị của bà con nhân dân thì phường cũng đã tổng hợp và cũng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo các phòng ban liên quan để có cái trả lời cho bà con nhân dân được biết. Bên cạnh kiến nghị về giá đền bù quá thấp so với thị trường, người dân còn cho rằng các dự án khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa là để nhà đầu tư phân lô bán nền, nên nhà đầu tư phải thỏa thuận giá cả bồi thường với từng hộ dân. Về vấn đề này, lãnh đạo thành phố Gia Nghĩa cho biết. Theo quy định của luật đất đai thì là Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa có trách nhiệm giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư nhận cái mặt bằng đó để đấu thầu dự án, mà cho nên là cái này là không phải là nhà đầu tư đứng ra mà thỏa thuận với người dân để mà làm cái dự án này, nó không phải là cái câu chuyện đó, mà trách nhiệm của nhà nước là phải dùng tiền của nhà nước để giải phóng mặt bằng và bàn giao cái đất đó cho nhà đầu tư theo cái nội dung mà đấu thầu trong hồ sơ mời thầu. Cái này là trách nhiệm nhà nước. Đấy, thì cái việc mà bồi thường giải phóng mặt bằng là phải thực hiện theo luật đất đai, chứ không phải là cái việc thỏa thuận của người dân và doanh nghiệp.
Không chỉ riêng 8 khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa triển khai chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng, mà thực tế cho thấy hiện nay công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến chính sách thu hút đầu tư, tác động tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vì vậy, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đã đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt phải vận dụng đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sinh kế cho người dân, đáp ứng đầy đủ hạ tầng chung, đảm bảo nơi ở mới có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ.